Vào năm 2007, một nhóm các em trẻ trong Ban Hợp xướng Ngàn Khơi đã thành lập nhóm Sóng Xanh với sự khuyến khích của nhạc trưởng Vũ Tôn Bình. À, kính thưa quý vị, những ca khúc mà nhóm Sóng Xanh trình bày thường mang một âm điệu trong sáng và tươi vui. Và nhóm Sóng Xanh cũng đã nhờ nhạc sĩ Hồ Đăng Tín soạn hòa âm cho rất nhiều các ca khúc của mình. Và sau mỗi lần trình diễn thì nhóm thường đưa lên Facebook hoặc YouTube để phổ biến và cũng để nhờ nhạc sĩ Hồ Đăng Tín phê bình. Điểm đặc biệt là nhạc sĩ Hồ Đăng Tín không có comment gì nhiều mà chỉ ấn các dấu hiệu like hoặc thumbs up. 82 tuổi mà vẫn còn rất là teen quý vị ạ. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Gọi Tên Bốn Mùa của Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của Ban Sóng Xanh với Đan Tâm, Việt Hải, Coco, Đỗ Quyên và Việt Trường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dễ thương phải không quý vị? Kính quý vị, tháng 10 vừa qua, nhóm Sóng Xanh có tổ chức một buổi ca hát kỷ niệm 10 năm của các em. 10 năm là một chặng đường khá dài, nhưng chúng tôi tin rằng với khả năng của các em thì nhóm Sóng Xanh sẽ còn nhiều 10 năm nữa.